Không may bị bệnh, xin đừng hoang mang, hãy tìm tới trang Chữa Bệnh Tại Nhà và nhấn vào logo kênh để được tư vấn miễn phí. Top 10 cách trị mụn nhanh và hiệu quả nhất tại nhà. Thông thường, mọi người khi bị mụn, thay vì đến khám tại các cơ sở chuyên khoa da liễu hoặc chăm sóc sắc đẹp, tương tự điều trị tại nhà bằng những phương pháp khác nhau, trong đó nặng mụn xảy ra phổ biến nhất. Tuy nhiên, hành động này là một phương pháp sai lầm và dễ đưa đến các biến chứng như áp xe, nhiễm trùng, mụn nổi nhiều hơn. Dưới đây, Chữa Bệnh Tại Nhà sẽ giới thiệu 10 cách trị mụn hiệu quả tại nhà cho những ai không có thời gian rảnh đi đến các cơ sở y tế, những biện pháp an toàn từ thiên nhiên, hoa quả, trái cây. Số 1. Chanh. Dùng chanh là một trong những cách trị mụn hiệu quả tại nhà, được nhiều chuyên gia khuyến khích. Trong chanh có chứa hàm lượng cao các axit giúp giảm tắc lỗ chân lông, tạo làn da săn chắc, ngăn ngừa và ức chế mụn phát triển. Dùng chanh trị mụn hàng ngày sẽ giúp bạn có làn da sáng khỏe, sạch mụn. Phương pháp trị mụn bằng chanh: ngâm một ít bông gòn vào 2 muỗng nước cốt chanh tươi, thoa dung dịch lên vết mụn, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước sạch. Thực hiện thao tác này 2-3 lần mỗi ngày. Có thể pha hỗn hợp nước cốt chanh với nước hoa hồng để thoa lên vị trí nổi mụn sẽ có hiệu quả cao hơn. Số 2. Nước vo gạo. Nước vo gạo là một lựa chọn rất tốt cho quá trình trị mụn cám tại nhà. Đây là một trong những cách trị mụn hiệu quả tại nhà khá quen thuộc. Trong thành phần nước vo gạo có chứa nhiều vitamin và một vài loại khoáng chất như sắt, đồng, kẽm có khả năng giúp làn da trắng sáng, mịn màng, ngăn ngừa mụn. Cách trị mụn với nước vo gạo: dùng nước vo gạo rửa mặt, massage khoảng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện rửa mặt với nước vo gạo 2-3 lần mỗi ngày. Bạn cũng có thể trộn nước vo gạo với nhựa thịt lá nha đam theo tỷ lệ 1:1. Sau đó thoa đều dung dịch lên mặt trước khi ngủ. Sáng hôm sau rửa mặt lại bằng nước sạch sẽ có hiệu quả trị mụn rất tốt. Số 3. Lòng trắng trứng. Trứng có nhiều protein với công dụng dưỡng da tốt. Lòng trắng trứng có thành phần giàu vitamin B, E, có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, ức chế mụn phát triển, đồng thời giúp da săn chắc và rạng rỡ. Cách làm: một chiếc mặt nạ trị mụn từ lòng trắng trứng, cho một quả trứng gà vào bát, lược bỏ lòng đỏ, có thể thêm một ít bột yến mạch trộn đều. Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp này lên những vị trí nổi mụn. Sau khoảng 15-20 phút rửa lại bằng nước sạch. Mỗi tuần, bạn nên đắp mặt nạ lòng trắng trứng khoảng 4-5 lần sẽ thấy hiệu quả trị mụn bất ngờ. Số 4. Kem đánh răng. Các thành phần trong kem đánh răng như baking soda, hydrogen peroxide và tinh dầu bạc hà có thể làm khô nốt mụn nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng những loại kem đánh răng màu trắng. Cách làm trị mụn bằng kem đánh răng: bôi kem đánh răng trực tiếp lên mụn, để trong 2 giờ hoặc qua đêm, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Dùng thêm kem dưỡng ẩm nhẹ ngay sau đó để tránh khô da. Mỗi ngày nên thực hiện 1-2 lần vì trị mụn đạt hiệu quả sẽ cao hơn. Số 5. Cỏ ngọt. Cỏ ngọt là một cách trị mụn hiệu quả tại nhà được nhiều chuyên gia khuyến khích. Cỏ ngọt khi đưa vào cơ thể có tác dụng lọc máu, loại bỏ các chất độc hại. Đồng thời, cỏ ngọt còn có công dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, nên rất hiệu quả trong việc điều trị và ngăn ngừa mụn. Cách sử dụng cỏ ngọt: bạn có thể mua sẵn những túi cỏ ngọt ở các hiệu thuốc đông y, rửa sạch cỏ, sau đó phơi hoặc sấy cho cỏ khô. Cho cỏ khô vào ấm, thêm nước sôi, lắc đều và uống trong ngày. Bạn nên uống trà cỏ ngọt hàng ngày để đạt được hiệu quả trị mụn cao nhất tại nhà. Số 6. Mật ong. Có nhiều cách chế biến mật ong thành một hỗn hợp trị mụn hiệu quả. Bạn có thể dùng mật ong trộn với lòng trắng trứng, nước cốt chanh, nước cốt nha đam hoặc sữa tươi để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp này lên những nơi nổi mụn, để trong khoảng 20-30 phút, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Mỗi ngày thực hiện khoảng 2-3 lần, bạn sẽ thấy được hiệu quả điều trị và ngăn ngừa mụn tuyệt vời. Số 7. Tỏi. Dù có mùi khá khó chịu, nhưng tính kháng khuẩn và hàm lượng lưu huỳnh cao trong tỏi lại là một ưu thế khiến cho tỏi có tác dụng điều trị mụn tại nhà hiệu quả và khá đơn giản, ít tốn kém. Bên cạnh đó, trong tỏi còn chứa nhiều chất kháng sinh, kháng nấm, giúp ngăn ngừa những bệnh nhiễm khuẩn ngoài da. Cách dùng tỏi trị mụn: cắt đôi tép tỏi và dùng mặt trong chà xát lên nơi nổi mụn, thực hiện trong vòng từ 5-10 phút, để yên khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Lặp lại phương pháp này vài lần trong ngày. Bạn cũng có thể ăn đến 1-2 tép tỏi sống một ngày để loại bỏ độc tố trong máu, giúp các mụn nhọt mau lành và không để lại sẹo thâm. Số 8. Xông hơi. Hơi nước có tác dụng tích cực trong việc giảm bớt một số vấn đề về da, bao gồm cả vết mụn trứng cá và mụn nhọt. Xông mặt bằng hơi nước sẽ làm lỗ chân lông được mở to, đẩy vi khuẩn,
bụi bẩn và chất dầu tích tụ sâu trong da theo mồ hôi ra ngoài. Nhờ đó hỗ trợ không nhỏ trong việc điều trị và ngăn ngừa sự tiến triển của các loại mụn. Cách xông hơi trị mụn: đổ nước sôi vào bát lớn, canh nhiệt độ nóng vừa phải để không làm bỏng da. Đưa mặt lên phía trên bát, trùm một chiếc khăn dày qua đầu, xông trong khoảng 10 đến 15 phút, lau khô mặt rồi thoa một lớp kem dưỡng ẩm không chứa dầu. Thực hiện 2 đến 3 lần trong ngày để có một làn da mịn màng tươi sáng. Số 9. Củ nghệ. Sử dụng củ nghệ là một trong những cách trị mụn hiệu quả tại nhà mà ai cũng có thể thực hiện. Nghệ có tính khử trùng, tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn, đồng thời ngăn ngừa hình thành nốt mụn. Nghệ còn chứa chất chống oxy hóa, giúp da mau liền sẹo và giảm thâm. Cách thực hiện: trộn một muỗng bột nghệ với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, bôi lên vùng da bị mụn, để khoảng 15 đến 20 phút cho khô, rồi rửa mặt lại bằng nước sạch, lặp lại 2 đến 3 lần mỗi ngày để các nốt mụn nhanh chóng biến mất. Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn bột nghệ với một thìa nước ép lá rau mùi thành mặt nạ đắp trị mụn. Số 10. Vỏ cam. Vỏ cam từ lâu đã được dùng như một phương thuốc đặc trị mụn nhờ khả năng làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và thải loại dầu làm tắc lỗ chân lông. Ngoài ra, trong vỏ cam còn chứa nhiều chất sát khuẩn, chứa hàm lượng cao tinh dầu, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm vùng da nổi mụn, làm mềm da. Để trị mụn bằng vỏ cam, bạn có thể phơi khô vỏ cam rồi xay thành bột, trộn bột vỏ cam với nước rồi bôi lên vùng da bị mụn, để khô khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Bạn sẽ nhận thấy hiệu quả trị mụn tích cực nếu thực hiện việc này mỗi ngày 1 đến 2 lần. Làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng và mịn màng hơn. Trên đây là những cách trị mụn tại nhà hiệu quả với những nguyên liệu dễ kiếm, dễ sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất đối với làn da của mình, bạn vẫn nên đến chăm sóc da tại các trung tâm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hoặc gặp các chuyên gia tư vấn bạn nhé. Nội dung video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy để lại bình luận để được giải đáp những thắc mắc và nhớ đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều video hữu ích hơn nữa bạn nhé. Thank you.